Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay rất là đông, có thể là có những kẻ lợi dụng trong ngày hôm nay. Xin quý vị hãy cẩn thận những tư trang và những món quà của mình. Hãy xin nhắc lại, có thể ngày hôm nay có những kẻ gian lợi dụng, xin quý vị hãy cẩn trọng những tư trang và những món quà của mình. Và quý vị không cần phải trở vào bên trong để trao cho quà. Tuần trước sẽ trở ra đây vào lúc 11 giờ 20 phút sẽ là bữa tiệc buổi trưa ngày hôm nay. Thì quý vị vật chất của người khác đến nơi, chủ quán, tiền bạc, túi bóp, điện thoại và những cái tài trị của sinh viên trong hai tổ chức của công an tổ chức của chúng con sẽ gửi lại cho người khách hàng có liên quan. Xin cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy ra ngoài kia xuống đi. Đi ra ngoài kia. Thank you.
gà nhé. Thank you.
đâu. Tất cả quý vị và các bạn đã xem trên kênh Công giáo yêu thương. Hôm nay là ngày đặc biệt của các cha tân linh mục cũng như các thầy pháp tế, được đức cha Phêrô đã nâng lên. Thì xin chúc mừng tất cả các ngài. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Một không khí rất là hạnh phúc. Thì rất là hạnh phúc quý vị ạ. Ôi có 10.000 cho mượn đi, chẳng không tiền đi. Tầm ở dưới này mấy tiếng đồng hồ. Ban tổ chức chúng con có nhặt được một chùm chìa khóa, vậy ai đánh rơi chìa khóa xin trở lại khu vực âm thanh để nhận lại. Con đã xin cảm ơn. Chúng con đã xin nhắc lại là ban tổ chức có nhặt được một chìa khóa, trong đó có một chìa khóa xe máy và một chìa khóa két. Xin ai đánh rơi xin trở lại ban âm thanh để nhận lại. Con xin cảm ơn. Dù anh nhá. Chúc mừng thầy nhá. Dạ. Tại thì bà con đang ra về, hôm nay rất đông quý vị, rất là đông. Rất là hạnh phúc, xin chúc mừng tất cả các cha và các thầy.